Xin kính chào cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bản sao điều khiển trên kênh nước đã quay trở lại với kênh mai vàng Bách Tre ha. Và hôm nay thì Dù Mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn của bạn Nam ha. Ghép gốc nhất liền cốt của đế siêu đẹp ha, mức giá chỉ từ 120.000 đến 150.200.000 một cây, bao phí vận chuyển ha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào giá gặp lấy ủng hộ cho Dù Mai Nam nha. Không làm mất thời gian lắm mình gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai. Về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình giữ mình chơi đất 2024 cho cô chú anh chị. Rồi. Và một cây đầu clip giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 71K, một cây cúc phượng hình trân nha cô chú anh chị. À, nguyên cũ luôn cô chú anh chị. Cái này thì em mới vừa tháo dây về, cô chú anh chị mình dựng cái ngọn cho hẳn lên giúp em nha. Rồi. Thông số luôn nha bạn. Rồi. Có cũ ha cô chú anh chị. Rồi, tầm 15g mà mình quay hơi nhanh ha. Rồi quỳnh thân là 6. Rồi. Chiều cao là 52. Tán ngang là được 49. Rồi, cái cúc phượng hình trân này giao lưu cho anh chị mình giá là 160.000 nha. Bao phí các bạn ha. Dạ đúng rồi, mã số 71K. Rồi okay. Rồi tiếp theo mã số 72K. Rồi 72K cũng là một cây siêu nụ nha cô anh chị. Rồi. Quá chừng cái cây tàn tròn ha. Đế thì cô chú anh chị mình nhìn là so 4 dòng luôn. So... Quỳnh thân của cây là được 6. Rồi. Chiều cao là được 57, tán ngang 55. Rồi cây siêu nụ giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 170.000 thôi. Rồi đợi cây ha. Rồi, tiếp rồi, theo cái... là mã số 73K. Là một cây mai sắn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này thân lắc ha cô chú anh chị ha. Sắn rất nhạt luôn cô chú anh chị ơi. Sắn cục luôn, chậm đế chậm cũ luôn nha. Quỳnh thân là 5. Rồi. Chiều cao là 35, tán ngang là 34. Rồi cây mai sắn giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng là 180.000. Rồi, mình đỡ cây luôn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 74K. Tiếp theo là mã số 74. 74K là một cây cúc bi luôn cô chú anh chị. Cây có cũ ha. Rồi. Quỳnh thân là được 7. Rồi. Chiều cao 54, tán ngang 54. Cây cúc bi này giao lưu với cô chú anh chị mình giá ha, cũng là 150.000 luôn. Rồi, mình đỡ cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 75K. Rồi tiếp theo là mã số 75K. Rồi 75K, một cây mai kem hả bạn ha. Mai kem. Cụ đế nè cô chú anh chị ha. Đó. Hơn 60 giống mai nha cô chú anh chị. Rồi cái này thì có hơn út của mình nha cô chú anh chị. Rồi hoành cả 56 ha. Chiều cao 57, tán ngang 50. Rồi. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị giá 150.000 luôn. Rồi đổi cây ha. Mã số 75K. Rồi tiếp theo là mã số 76K. Rồi tiếp theo là mã số 76K. Rồi một cây cũng cúc là cam một cây ha. Cúc cam luôn của chú anh chị. Cây có cũ nha. Cái này ghép được 2 bo của chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 7. Rồi. Cao 30, tán ngang 48. Cây cúc cam mã số 76. Giao lưu của chú anh chị giá 150.000 luôn. Rồi đỡ cây. Mã số 70. Tiếp theo là mã tiếp số 77K. 77. 77 cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn luôn của chú anh chị ơi. Rồi. Rồi. Thông số luôn nha bạn. Quỳnh thân là được 6. Chiều cao 58, tán ngang là 45. Rồi cái sông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 120.000 luôn. Rồi, mình đợi cây luôn ha. 77K. Rồi, tiếp theo là mã số 78K ha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 78K. Rồi, thọ hương ha bạn ha. Một cây cúc thọ hương. Cái này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Có củ đế này cô chú anh chị. Củ bí luôn ha. Quỳnh thân là được 5. Rồi. Chiều cao là được 60, tán ngang 57. Rồi cây này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 170.000 bao phí ship luôn. Rồi mình đổi cây luôn. Rồi. Nha. Rồi tiếp theo là mã số. Tiếp theo là mã số 79. Rồi 79 là một cây siêu ôm Sài Gòn 79K. Đế bí luôn cô chú anh chị. Rồi. Bí đều 5 mối luôn ha. Bí tròn luôn cô chú anh chị ha. Rồi quỳnh thân là được 5. Chiều cao 60, tán ngang 49. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị giá là 240.000. Rồi, số 79K. Đợi cây. Tiếp theo mã số. Mã số 80K. Rồi. 80K cũng là một cây cúc 150 cánh nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Quỳnh thân là được 8. Rồi. Chiều cao 55, tán ngang 50. Rồi cây mã số 80K, một cây cúc 150 cánh này giao lưu của chú anh chị mình ha, giá cũng là 200.000. Thì cây này cũng là cây cuối clip luôn, cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip nha.
Trời thì đang mưa, cô chú anh chị mình thông cảm giúp em quay hơi nhanh, cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ha. Do trời đang mưa nên là quay hơi nhanh á, cô chú anh chị mình thông cảm giùm cho bên kênh cũng như là vườn nhà vườn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.